Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng nhau khám phá khu phố cây cảnh trên đường Thành Thái này nhé. Xem hôm nay họ sẽ bán những cây bonsai, cây cảnh nào độc lạ cho xuân 2024 năm Giáp Thìn. Xin mời mọi người cùng mình dạo quanh khu phố bán bonsai này, xem coi cảm thấy có gì độc lạ nha. Đây là loại bưởi diễn nha. Quýt này là quýt tiến vua. À, cây quýt tiến vua. Dạ. Đây là những quả bưởi diễn nha. Rất đẹp, trồng từ những cây nhỏ xíu luôn. Và đây là cây bonsai quýt chi mai. Và đây là những chậu hoa vạn thọ có hai màu, màu vàng và màu cam, rất là rực rỡ. Thank you.
Và đây là một cây bông giấy hồng gân rất là đẹp, nổi bật trong tất cả các loại bông giấy ở vườn này. Và đây là khu phố Ông Đồ trước nhà văn hóa quận 10, được trang trí rất đẹp với những cây mai giả rất là to. Chụp hình áo dài ở đây cũng rất là đẹp nha các bạn. Và đây là gian hàng thủ công mỹ nghệ được các nghệ nhân làm rất là đẹp trong để trang trí vào những dịp Tết. Các bạn nhanh chân đến đây mua ủng hộ. Những cây chạm nguyên năm nay giá khoảng 100 ngàn một chậu, nhìn rất là đẹp. Nhìn thấy trà hoa chạm nguyên là mình đã thấy mùa xuân đã đến gần rồi nhé các bạn. Thì hôm nay là ngày 20 âm lịch rồi các bạn, chỉ còn 10 ngày nữa là chúng ta sẽ đón giao thừa. Và những chậu hoa ở đây có giá dao động từ 40 cho đến 100 ngàn một chậu tùy loại, có loại đắt hơn. Nhưng mà những chậu nhỏ nhỏ chúng ta trưng vào những dịp Tết rất là đẹp, đủ màu sắc. Tất cả mọi người đã đến đây rất là sớm để mua những chậu bông tươi đẹp nhất. Và đây là những chậu hoa nhất chi mai, một cây cảnh đẹp mà tôi không thể cưỡng lại. Nó thân cây được phủ một lớp rêu phong, nhìn rất là ấn tượng. Thank you.
Xin cảm ơn mọi người đã xem clip. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.